Phong thủy Tâm Nguyên rất vui khi gặp lại các quý vị và các bạn trong video này. Ngày hôm nay thì Đức Trung sẽ cùng hướng dẫn đến quý vị và các bạn một trong những nghi thức quan trọng vào thời điểm cuối năm hoặc là khi mà chúng ta tôn cấp lập thờ một bàn thờ thần tài thì điều quan trọng không thể thiếu được đó chính là chúng ta cần phải biết cách bốc và an vị một bát nhang bàn thần tài như thế nào. Và thông qua những cái phần câu hỏi mong mỏi của rất nhiều các quý vị và các bạn đặt đến Phong thủy Tâm Nguyên với mong muốn là hướng dẫn cách mà thực hiện các cái thao tác bốc và an vị một bát hương bàn thần tài ra làm sao, thì ngày hôm nay Phong thủy Tâm Nguyên sẽ trực tiếp hướng dẫn đến các quý vị và các bạn chúng ta sẽ sử dụng những nguyên liệu gì để tiến hành là bốc một bát hương bàn thờ thần tài sao cho chuẩn chỉnh nhất. Một khoa phong thủy có 102 tại Việt Nam, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phong thủy, được tổ chức duy nhất một lần trong năm. Khóa học kích tài lộc 2021, liên hệ ngay 1900 2292. Và ngay trước mặt các quý vị và các bạn ở đây, chúng ta sẽ bao gồm các thành phần sau chúng ta cần phải chú ý. Thứ nhất đó là một bát nhang. Chúng ta sẽ sử dụng các loại bát nhang theo tùy theo kích cỡ khác nhau đối với tương ứng với bàn thần tài. Ví dụ như bàn thần tài cỡ nhỏ thì chúng ta cũng tương ứng sử dụng bát hương cỡ nhỏ. Bàn thần tài lớn hơn thì dĩ nhiên chúng ta sẽ sử dụng bát hương sao cho kích thước sao cho phù hợp. Chúng ta có các kích cỡ theo đường kính của bát nhang. Chúng ta tính phổ bì như thế này, bao gồm là có đường kính 22 cm, 20, 18, 16, 14. Như vậy là tùy theo kích thước bàn thờ, ví dụ như bàn thờ cỡ 36 hoặc bàn thờ cỡ 41 hoặc bàn thờ cỡ 48 thì chúng ta chỉ nên sử dụng các loại bát nhang cỡ tầm khoảng là 14 hoặc 16 cm mà thôi. Đối với bàn thờ bạn thần tài với cái bề ngang bàn thờ lớn hơn cỡ tầm khoảng 56 hoặc là 61 phân thì chúng ta có thể sử dụng bát nhang cỡ 18 hoặc là 20 cm. Thì trước mặt các quý vị và các bạn ở đây, một bát nhang mà Đức Trung đang hướng dẫn đến quý vị cỡ bát nhang tầm khoảng là 18-20 cm, chúng ta sẽ tính theo đường kính của bát nhang như thế này. Đây chắc là có lẽ là bát nhang 18 cm. Và đối với các cái hoa văn họa tiết trên bát nhang thì các quý vị và các bạn cũng chú ý, chúng ta sẽ lựa chọn cái loại hoa văn sao cho nó phù hợp và nó trang nhã. Thì thường là trên thị trường chỉ có hai loại hoa văn, đó là men xanh và loại men vàng. Thì đối với Phong thủy Tâm Nguyên thì chúng tôi thường sử dụng cái loại bát nhang mà men xanh. Và ở đây rằng là trước mặt các quý vị chúng ta có phiên bản là bát nhang gốm bát tràng và được vẽ vàng rất là công phu, rất là tỉ mỉ với hình tượng là song long chầu nguyệt. Thì quý vị và các bạn nếu có điều kiện thì cũng có thể là sử dụng loại bát nhang vẽ vàng như thế này, hoặc nếu không thì chúng ta sử dụng loại bát nhang gốm bát tràng men xanh bình thường cũng được, nhưng mà nên lựa chọn loại bát nhang có hình tượng song long chầu nguyệt thì nó tạo ra sự cân đối và trang nghiêm cho bát hương. Rồi sau đó thì chúng ta không thể thiếu các thành phần để bốc bát nhang, bao gồm là có nguyên một bộ bốc bát hương như thế này. Đức Trung sẽ hướng dẫn đến quý vị và các bạn chi tiết sau đây. Và các thành phần tiếp nữa đó là bằng tro nếp. Lưu ý với các bạn là chúng ta sẽ sử dụng tro nếp với là rơm nếp và sau đó được sang sẻ một cách kỹ lưỡng, chứ lại không phải rằng là chúng ta sẽ sử dụng là cho đến từ củi đốt của các loại cây cối hoặc là chúng ta lại sử dụng cát thì điều đấy nó không chính xác. Chúng ta nên sử dụng loại cho bằng cho nếp mà đã được tinh sạch như thế này. Nếu như quý vị và các bạn ở vùng thôn quê hoặc là hiện tại rất nhiều các cửa hàng đồ thờ cúng cũng có bán loại cho này, chúng ta tìm kiếm rất dễ, hoặc quý vị cũng có thể là thỉnh tại mua tại Phong thủy Tâm Nguyên thì cũng rất dễ dàng. Và thường nếu như quý vị mà đến trực tiếp văn phòng Phong thủy Tâm Nguyên mà mua bộ bốc bát hương thì sẽ có thể được tặng cả cho nếp nữa cơ, chứ chúng ta không cần phải mua. Rồi chúng ta sẽ quay lại với lại là bộ bốc bát hương ở đây. Trong bộ bốc bát hương này sẽ có thành phần để mà chúng ta sẽ thực hiện bốc một bát hương hoàn chỉnh. Một bộ bốc bát hương này chúng ta sẽ sử dụng bốc cho một bát. Thành phần bên trong sẽ bao gồm có một gói gạo bàn thần tài này, một bộ cốt thất bảo cao cấp này, hai gói bột ngũ vị hương và một nụ trầm. Và chúng ta sẽ cùng mở hộp ra để Đức Trung hướng dẫn quý vị và các bạn bên trong các thành phần chi tiết. Với cách đóng gói rất là gọn gàng như này thì quý vị và các bạn về sử dụng rất là dễ dàng. Rồi ở trong đây sẽ có thành phần thứ nhất là thất bảo này. Đây là một hộp cốt thất bảo cao cấp chúng ta sẽ sử dụng để bốc bát hương. Và đây chính là thành phần quan trọng để tạo ra cái tính linh và tính tụ khí của bát nhang. Sẽ có gói gạo bàn thần tài để chiêu tài và dẫn khí trong quá trình chúng ta bốc bát hương và chiêu tài nạp phúc sau khi chúng ta bốc bát hương xong. Và chúng ta cũng sẽ có thành phần là bột ngũ vị hương để mà tẩy bỏ tà khí cũng như là chiêu dụ thêm cái yếu tố cắt khí rất là tốt. Đồng thời trong đây cũng sẽ có cái giấy hướng dẫn sử dụng rất là chi tiết. Quý vị cũng có thể tiến hành là nghiên cứu các cái bước để thực hiện bốc bát hương ở trong cái giấy hướng dẫn này. Hiện tại thì Đức Trung cũng đã nắm được hoàn toàn cách bốc rồi, do vậy rằng là Đức Trung sẽ gạt bỏ cái giấy hướng dẫn sang một bên. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng thành phần nhé. Thứ nhất là bên trong bộ cốt thất bảo, dĩ nhiên là thất bảo ở đây sẽ là gói thất bảo đủ 7 cái món bảo vật trong dân gian để quy tụ linh khí đất trời, bao gồm là vàng, bạc, ngọc trai, ngọc phỉ thúy, san hô đỏ, đa ma não và hổ phách. Và Phong thủy Tâm Nguyên đã gửi kèm một nụ trầm ở trong hộp cốt thất bảo này để chúng ta tiến hành là xông khí cho bát hương, cho sạch khí.
Rồi, và trong cái hộp cốt thất bảo chúng ta sẽ có các thành phần sau. Thứ nhất là gói cốt thất bảo bao gồm đầy đủ 7 cái món thành phần như Đức Trung có vừa nêu để quy tụ cái năng lượng âm dương ngũ hành của đất trời, bao gồm là vàng, bạc, ngọc trai, ngọc phỉ thúy, san hô đỏ, đá ma não, hổ phách, và có thêm cả gạo vận tải trong đây nữa, đựng trong một chiếc túi zip rất là gọn gàng như vậy. Tiếp nữa là có thành phần là giấy hướng dẫn sử dụng này. Đấy, giấy hướng dẫn sử dụng cũng được đặt riêng ở trong cái bộ cốt thất bảo này, bao gồm là nêu rõ thành phần thất bảo như thế nào và ý nghĩa của cốt thất bảo ra làm sao. Và tiếp nữa lại có thêm một cái tờ giấy hướng dẫn nữa về cái việc đó là hướng dẫn cách viết di hiệu, bởi vì trong bát hương có một cái thành phần quan trọng, đó chính là tờ di hiệu như thế này. Tờ di hiệu chính là cái tờ để chúng ta tiến hành là viết phụng thỉnh cái tên gọi mà chúng ta thờ theo tùy bát nhang. Và ở đây Phong Thủy Tương Nguyên đã gửi kèm hai tờ giấy di hiệu để trong cái trường hợp đó quý vị viết sai thì quý vị vẫn có một cái tờ giấy nữa để sơ cua. Đấy, và đây chính là tờ di hiệu mà trực tiếp Phong Thủy Tương Nguyên thiết kế và thông qua tổng kiểm duyệt của các mệnh sư trong Hiệp hội Phong Thủy Diệp Thế Giới Phân Hội tại Việt Nam, và trực tiếp thầy Hỷ Nguyên chủ tịch hiệp hội cũng tiến hành là phê duyệt với lại tờ di hiệu như thế này. Và đây là tờ di hiệu trực tiếp thầy Tam Nguyên thiết kế các quý vị nhé. Và chút nữa Đức Trung cũng sẽ hướng dẫn quý vị cách viết tờ di hiệu đối với ban thờ thần tài như thế nào. Đó. Thì trong đây đã có cái tờ giấy hướng dẫn viết di hiệu, do vậy rất dễ để các quý vị có thể viết. Mặt sau này là hướng dẫn cái bố cục viết trên tờ di hiệu, và mặt trước là cái nội dung viết trong tờ di hiệu. Thì ở đây chúng ta với bộ cốt thất bảo như thế này á, chúng ta sẽ bốc cho các loại bát hương như là thần linh thổ công, hay là bát hương thần tài, hay bát hương thờ gia tiên, hay bát hương thờ bà cô mãnh, hay là bát hương thờ Phật, thì chúng ta cũng đều sử dụng bộ cốt thất bảo này để chúng ta tiến hành là nạp cốt cho bát hương. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là thực hiện các bước như sau. Với bát hương khi mà chúng ta tiến hành chúng ta sử dụng thì dĩ nhiên mà nói gì, đây là bát hương thông qua quá trình chế tác của các nghệ nhân. Và bây giờ làm thế nào để chúng ta tiến hành là tẩy bỏ sạch khí đối với bát hương này, để tẩy bỏ tất cả những tạp niệm cũ cũng như là bụi bẩn của bát hương, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái loại dung dịch mà chúng ta sẽ tiến hành là ngâm trước đó, đó chính là rượu ngũ vị hương. Rượu ngũ vị hương về bản chất cũng sẽ tiến hành là sử dụng cái thành phần là bột ngũ vị hương ở trong cái hộp này. Khi mà Phong Thủy Tâm Nguyên gửi về á, thì quý vị thường là nhận được vật phẩm trước vài ngày trước khi thời điểm bốc bát hương mà. Thì quý vị sẽ thấy là bên trong chúng ta có 1 này, 2 này, và có 3 cái gói bột ngũ vị hương cơ quý vị nhé. 3 gói bột ngũ vị hương này quý vị sẽ sử dụng là 2 gói bột để bốc bát hương, và 1 gói bột ngũ vị hương này để ngâm với lại là rượu trắng. Các quý vị sẽ ngâm với khoảng 1 cho đến 2 lít rượu trắng trong một chiếc chai hoặc một chiếc can, để chúng ta có cái phần dung dịch rượu trong của cái rượu ngũ vị hương. Chúng ta sẽ sử dụng cái rượu trong đấy, chính là cái phần nước rượu mà Đức Trung đã có đổ ra phần cái an nước này, để chúng ta sẽ dùng cái khăn sạch, chúng ta sẽ thấm vào cái rượu đấy để lau bát hương, lau ban thờ, lau những đồ thờ cúng. Thì quý vị nhớ sử dụng một cái gói này, quý vị sẽ ngâm với lại rượu trắng nhé, khoảng 1 cho đến 2 lít rượu trắng. Rồi sau đó chúng ta sẽ có cái phần rượu trong nổi lên sau khi cái phần bột nó sẽ lắng xuống. Và cứ khi nào mà hết rượu thì chúng ta lại đổ rượu trắng vào thôi để chúng ta sử dụng. Và chúng ta sẽ có cái phần nước, chúng ta sẽ sử dụng cái rượu ngũ hương này cũng có thể pha cùng với nước sạch. Và quý vị sử dụng một chiếc khăn sạch mới tinh để quý vị lau bát hương cũng như lau các đồ thờ cúng. Và sau khi sử dụng xong thì quý vị cũng tiến hành giặt sạch và phơi khô và để riêng ra để chúng ta chuyên sử dụng lau cho bát hương mà thôi. Đó. Và với việc bát hương sau khi mà chúng ta sẽ có ở đây và chúng ta sẽ tiến hành là lau sạch bát hương là bước đầu tiên nha. Chúng ta sẽ sử dụng khăn sạch và chúng ta sẽ tiến hành là thấm cái rượu ngũ vị hương này lại vào chiếc khăn đó, và sau đó chúng ta sẽ tiến hành là lau bát nhang từ trong ra ngoài, đúng không ạ? Sao cho nó sạch nhất. Trong quá trình mà các quý vị lau bát nhang thì quý vị để tập trung thì quý vị cũng có thể là sử dụng, nếu các cô chú anh chị nào mà thường xuyên tụng kinh Đại Bi thì quý vị cũng có thể là sử dụng kinh Đại Bi để quý vị trì chú, để cái việc mà chúng ta tập trung sửa biện sao cho nó trở nên tốt nhất. Hoặc là quý vị cũng có thể sử dụng ngũ bội chú để quý vị vừa thực hiện, quý vị cùng niệm ngũ bội chú, thì đó là một trong những cách để chúng ta tập trung hơn để tránh cái việc tạp niệm bị lẫn lộn trong quá trình mà chúng ta thực hiện bốc bát hương. Đó, quý vị tiến hành là lau sạch sẽ thôi. Đấy, là được. Lau sạch sẽ để tẩy bỏ hết những cái tạp niệm cũng như là những cái bụi bẩn khi mà chúng ta mua bát hương ở bên ngoài cửa hàng đồ thờ cúng về, cũng như là dùng cái khăn sạch để chúng ta lau sạch sẽ vị trí ban thờ để chúng ta tiến hành là an vị bát hương vào đó. Rồi sau khi mà Đức Trung tiến hành là lau sạch bát hương xong thì chúng ta sẽ chú ý là để bát hương khô một chút, và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái nụ trầm này nhé. Quý vị sẽ sử dụng cái nụ trầm mà được đặt trong gói trong hộp cốt thất bảo, quý vị sẽ tiến hành là châm lên và đặt vào bên trong dưới đáy của bát hương này, để khi mà nụ trầm nó sẽ xông khí lên thì nó sẽ tiến hành là tỏa khí khắp bát hương và khu vực xung quanh chúng ta bốc bát hương. Mục đích này là để xông khí và làm cho bát hương trở nên là
sạch sẽ nhất cũng như là thanh tịnh nhất. Đó, thì quý vị cũng sẽ sử dụng cái nụ trầm này để quý vị tiến hành là xông khí lên nhé. Như vậy thành phần còn lại để chúng ta bóp bát hương nó sẽ bao gồm là có hai gói bột ngũ vị hương này, thành phần chính là gói cốt tất bảo này, tờ dị hiệu và không thể thiếu được đó chính là gạo vạn thần tài. Gạo vạn thần tài chính là cái vật phẩm cực may mắn mà Phong Thủy Tây Nguyên có đưa và hướng dẫn sử dụng quý vị rất là nhiều năm nay rồi, về cái việc ý nghĩa về cái cân bằng âm dương ngũ hành và trong quá trình chúng ta bốc bát hương cũng như sau khi bốc bát hương xong chúng ta vẫn sử dụng gạo vạn thần tài để chiêu tài dẫn khí cũng như nạp phúc cho bát hương nhà mình. Và bước tiếp theo, trong khi để chờ cái nụ trầm này khi mà Đức Trung đốt và đặt bên trong thì sẽ chờ cho nó ngún đúng không ạ? Đấy, và chúng ta sẽ tiến hành là trong khi chờ nụ trầm nó ngún thì chúng ta sẽ tiến hành là sử dụng cái cây bút viết và chúng ta sẽ viết tờ di hiệu và Đức Trung sẽ hướng dẫn quý vị viết tờ di hiệu. Ở đây thì Phong Thủy Tây Nguyên luôn gửi kèm hai cái tờ di hiệu ở trong một cái bộ bát hương để phòng trường hợp là quý vị viết sai thì quý vị sẽ có cái tờ khác để quý vị viết lại. Tuy nhiên rằng là cũng đừng viết sai nhiều lần quá bởi vì nó không có nhiều. Nếu mà viết sai quá thì quý vị lại phải liên lạc lại Phong Thủy Tây Nguyên để xin tờ khác thì gửi đi gửi lại nó hơi mất công. Do vậy chúng ta cố gắng là nghiên cứu thật kỹ và viết đúng nhé. Rồi, và trong cái tờ hướng dẫn bốc bát hương ở đây, hướng dẫn tờ di hiệu thì chúng ta sẽ có cái nội dung để viết cho bát nhang ban thần tài như sau. Đối với bát nhang ban gia tiên, thổ công hay thần linh thì cũng sẽ có hướng dẫn chi tiết trong đây này. Nội dung viết như sau này. Đối với bát nhang ban thần tài chúng ta sẽ viết thành 3 hàng dọc và nội dung viết đó là bản xứ thổ công thổ địa chư vị tôn thần, ngũ phương long mạch tiếp dẫn tài thần thỉnh giáng lâu nhang và bách công chi nghệ liệt vị tiên sư tổ sư. Tức là chúng ta thần thần tài để mong muốn cầu tài lộc cũng như là để vọng tưởng cũng như là để thành kính dâng lên tổ nghề cũng như là những bậc tiên gia cũng như là thần linh thổ địa phù hộ độ trì cho cái gia đạo cũng như là công việc kinh doanh của chúng ta trở nên là hanh thông thuận lợi hơn. Do vậy rằng là cách viết tờ di hiệu ở trong đây cũng đã thể hiện hết tất cả những cái tấm lòng cũng như là những cái cách thức truyền đạt nó chuẩn chỉ nhất rồi. Và cách viết như sau nhé. Quý vị ở phần mặt sau của cái hướng dẫn tờ mẫu di hiệu giống như trên màn hình có hiển thị, quý vị sẽ thấy là chúng ta có hai cách viết. Một là viết theo một cột dọc và hai là viết theo ba cột dọc. Thì tùy theo nội dung mà chúng ta viết, chúng ta sẽ viết theo một cột hay ba cột. Ở đây đối với ban thờ thần tài chúng ta sẽ viết thành 3 cột, tức là viết theo như thế này nhé. Và bây giờ Đức Trung sẽ cùng viết trực tiếp để quý vị có thể là nắm được chi tiết nhé. Ở đây đối với bắt tờ di hiệu này chúng ta sẽ lưu ý chúng ta sẽ viết từ trên này viết xuống. Ở đây đã có hai từ là từ phụng thỉnh rồi này. Chúng ta sẽ viết tiếp ở dưới này viết xuống này. Đấy. Nội dung nó sẽ chia làm 3 cột đúng không ạ? Đấy. Bản xứ thổ công thổ địa chư vị tôn thần là ở phía bên tay trái đối với chúng ta đang nhìn xuống. Ở giữa sẽ là ngũ phương long mạch tiếp dẫn tài thần thỉnh giáng lô nhang. Và bên phải tiếp theo sẽ là bách công chi nghệ liệt vị tiên sư tổ sư. Mỗi chữ chúng ta sẽ viết một dòng và viết bằng chữ viết hoa tất cả nhé. Và có dấu. Khi mà đã có chữ phụng thỉnh đấy rồi chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ viết từ trên viết xuống. Rồi để cân đối thì có lẽ Đức Trung sẽ viết cái dòng ở giữa trước để cân đối sang hai bên sao cho đẹp nhất nha. Mỗi chữ chúng ta sẽ viết một dòng quý vị ạ. Dòng ở giữa nó sẽ là cột ở giữa sẽ là ngũ phương long mạch tiếp dẫn tài thần thỉnh giáng lô nhang. Chúng ta sẽ biết tiến hành viết từ trên xuống dưới. Ngũ phương long mạch tiếp dẫn tài thần thỉnh giáng lô nhang. Rồi, ngũ phương long mạch tiếp dẫn tài thần thỉnh giáng lô nhang. Và bên cột bên trái chúng ta sẽ viết đó là bản xứ thổ công thổ địa chư vị tôn thần. Đó, chúng ta sẽ căn cứ theo cái cấu trúc viết như này này. Đấy. Chúng ta cần căn cứ cấu trúc viết này bởi vì là hai cái cột hai bên nó sẽ ngắn chữ hơn. Rồi chúng ta sẽ viết thấp hơn một chút. Bản xứ thổ công thổ địa chư vị tôn thần.
Và cột bên phải chúng ta sẽ viết tiếp là Bách Công Chi Nghệ. Liệt vị tiên sư tổ sư. Rồi. Như vậy ở đây Đức Trung đã tiến hành là viết xong tờ di hiệu đối với bát nhang của ban thờ thần tài. Đối với bát nhang của các bát nhang khác thì chúng ta sẽ sử dụng các nội dung ở trong cái tờ giấy hướng dẫn này để quý vị tiến hành là viết nhé. Đấy. Thì trong cái bộ hướng dẫn, bộ bốc bát hương gửi về thì luôn có tờ hướng dẫn này rất là chi tiết để quý vị thực hiện. Do đó quý vị cũng có thể thấy rằng là những cái cách mà chúng tôi đóng gói sản phẩm vật phẩm rất là tâm huyết để làm sao có thể là đơn giản hóa nhất những cái phương án sử dụng để quý vị có thể thực sự hiểu. Rồi sau khi mà viết xong cái tờ viết dị hiệu chúng ta sẽ tiến hành là tiếp theo chúng ta sẽ làm như thế nào? Đó chúng ta sẽ tiến hành là sử dụng chính tờ di hiệu này, chúng ta sẽ gói cái gói cốt thất bảo này lại bằng cách chúng ta sẽ tiến hành là gấp làm 3 đối với tờ di hiệu này nhé quý vị nhé. Chúng ta sẽ tiến hành là gấp làm 3 lại. Thì thường ở đây ấy, khi mà chúng tôi gửi về là chúng tôi đã gấp làm 3 như thế này rồi này. Đấy. Nó bị rơi cái này em nhé. Thì khi mà Phong Thủy Tài Nguyên chúng tôi gửi về là chúng tôi đã tiến hành là gấp làm 3 như thế này rồi thì quý vị chỉ cần tiến hành là gấp lại thôi. Tuy nhiên chúng ta sẽ gấp cái phần chữ chúng ta sẽ giấu ở bên trong. Đó. Rồi thưa quý vị, sau khi chúng ta đã gấp xong thì chúng ta sẽ tiến hành là dùng gói cốt thất bảo này chúng ta sẽ đặt vào ngay cái phần đầu của cái tờ giấy hiệu chúng ta sẽ cuốn lại. Chúng ta sẽ cuốn lại như sau. Rồi, và sau khi cuốn lại như này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là thực hiện bốc với lại chính bát nhang mà chúng ta vừa tiến hành là xông khí xong. Đến tầm thời gian này thì khi mà cái nụ trầm đã được cháy rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta bỏ nụ trầm ra bên ngoài và sau đó chúng ta sẽ tiến hành bốc. Như vậy chúng ta sẽ có một bộ cốt thất bảo đã được viết di hiệu và cuốn lại như thế này. Chúng ta sẽ có hai gói bột quốc vị hương, chúng ta sẽ có thêm một gói gạo và thần tài. Ở đây. Và chúng ta cũng sẽ có là các cái gói cho nếp. Đối với bát nhang cỡ tầm khoảng là 18 hoặc 20 cm thì chúng ta sẽ sử dụng cỡ khoảng là 4 cho đến 5 gói cho nếp là vừa các quý vị nhé. Đối với bát nhang cỡ 22 chúng ta sẽ sử dụng đến 6 hoặc 7 gói cho nếp. Thì quý vị cũng có thể là mua thừa còn hơn thiếu. Mua thừa 1-2 gói còn hơn là mua thiếu, đúng không ạ? Thì cứ thừa ra chúng ta sẽ cất lại nơi sạch sẽ để mà cứ vào cuối năm chúng ta tiến hành là bao sái, tỉa chân nhang thì chúng ta sẽ gợt bỏ cái lớp tàn hương ở phía bên trên, chúng ta sẽ bổ sung thêm tro vào. Thì việc này hoàn toàn là đúng đắn và chúng ta tiến hành sử dụng như vậy. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành như sau. Với các thành phần chính bao gồm là gói cốt tất bảo này, gạo vàng thần tài này, bột quý hương và tro nếp, chúng ta sẽ tiến hành thực hiện như sau. Quý vị sẽ sử dụng một ít gạo vàng thần tài, chúng ta sẽ chia ra như thế này. Một gói gạo vàng thần tài chúng ta sẽ chia ra tỷ lệ như sau này. Các quý vị sẽ thấy rằng là gói vàng thần tài quý vị sẽ giữ lại một phần để quý vị là luôn nhớ, chúng ta sẽ giữ lại một phần để khi mà chúng ta bốc bát hương xong á, chúng ta sẽ rắc một chút gạo vàng thần tài đó lên trên mặt của bát hương rồi chúng ta mới tiến hành cắm nhang. Do vậy rằng là chúng ta sẽ sử dụng gạo vàng thần tài sao cho nó hợp lý. Rồi, như vậy bước đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng gạo vàng thần tài, chúng ta sẽ tiến hành là thả xuống dưới bát nhang, dưới chốc của bát nhang. Chúng ta sẽ tiến hành là thả xuống dưới chốc của bát nhang như thế này. Quý vị nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành là đặt chính cái gói thất bảo mà đã được cuốn lấy tờ giấy hiệu để chúng ta đặt xuống bên dưới. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành là sử dụng bột mũi hương chúng ta rắc lên. Có hai cái phương pháp để chúng ta tiến hành là sử dụng cái hỗn hợp này để chúng ta bốc bát hương. Một là chúng ta sẽ trộn hết tất cả các thành phần bao gồm là gạo vàng thần tài, cho nếp và bột mũi hương vào thành một hỗn hợp. Chúng ta có thể trộn vào một chiếc ang hoặc là một cái phần mặt phẳng mà được lót giấy bên dưới để cho đỡ bụi bẩn. Và sau đó chúng ta tiến hành là lấy từng cái thìa chúng ta sẽ cho hỗn hợp ấy vào. Cách thứ hai đó chúng ta sẽ tiến hành bốc bát hương theo từng lớp một giống như chúng ta gói bánh chưng á. Thì để sao cho nó đỡ bụi bẩn thì Đức Trung có thực hiện cái bước cách bốc thứ hai, đó chúng ta sẽ bốc theo từng lớp. Hai cách bốc này đều phù hợp và không có cái nào là sai cả. Do vậy là quý vị có thể thực hiện một trong hai.
Đó, giống như phương pháp mà thầy Tam Nguyên có hướng dẫn là thầy đưa hết tất cả hỗn hợp vào một chiếc ang và sau đó thì thầy sẽ tiến hành cho tất cả vào, thì nó chỉ mất công đoạn trộn đầu tiên thôi. Nhưng mà cách đấy thì đối với trùng thì làm nó hơi bụi, do vậy thì trùng sẽ sử dụng cách bóc là từng lớp một. Đó, như vậy rằng là bên dưới sẽ gạo bàn tài và đặt bột cốt thất bảo lên, sau đó thì trùng sẽ tiến hành là cho một chút bột ngũ vị hương rắc rắc lên. Rồi, tiếp theo thì trùng sẽ tiến hành là sử dụng cho nếp, để thì trùng sẽ tiến hành là đổ nó vào. Và chúng ta chú ý là chúng ta sẽ cứ đếm đến số lẻ của lớp cho lớp là ok nhé. Các quý vị cứ tiến hành là cho đến lớp mặt trên cùng của bát nhang. Lớp mặt trên cùng bát nhang chúng ta sẽ cách cái phần chốc của bát nhang này cỡ tầm khoảng là một đốt ngón tay. Đối với bát hương cỡ lớn như này chúng ta sử dụng một đốt ngón tay như này để khi mà quá trình chúng ta cắm nhang thì cái tàng nhang nó sẽ rơi xuống, nó không bị tràn ra ngoài. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành là sử dụng chính cái gói cho nếp, chúng ta sẽ tiến hành là rắc đổ bên trong. Chúng ta sẽ phối hợp với việc là xoay bát hương và đổ cái phần cho nếp để làm sao cho nó trở nên là đều nhất. Quý vị cũng có thể là sử dụng tay để quý vị là tiến hành là san đều nó ra thì nó đều hợp lý cả. Rồi, như vậy lần đầu tiên Đức Trung đã sử dụng hết 1/2 gói rồi. Quý vị sẽ tiến hành là lấy mu bàn tay và chúng ta sẽ tiến hành là san đều cái phần cho ra để sao cho nó đạt cái sự đồng đều nhất, thì cái phần lượng tất cả nguyên liệu chúng ta sẽ đồng đều. Rồi, tiếp đấy thì Đức Trung lại tiến hành là sử dụng một lớp gạo vần tài để mà tiến hành là rắc lên. Một lớp gạo vần tài để tiến hành rắc lên. Và sau đó thì lại tiếp tục lại sử dụng một lớp bột ngũ vị hương. Cứ như vậy các quý vị ạ. Chúng ta sẽ sử dụng một lớp bột ngũ vị hương, chúng ta sẽ rắc lên như thế này. Rồi sau đó tiếp theo sẽ là thành phần gì? Lại tiếp theo sẽ là cho nếp. Lần này thì sẽ lại là hết một nửa còn lại. Đó, do vậy rằng là khi đầy bát hương này có lẽ chúng ta sử dụng mất khoảng là 4 đến 5 cái gói cho thôi. Các quý vị hoàn toàn có thể là sử dụng cái phần mu bàn tay để quý vị tiến hành là ấn nhẹ nhàng các cái phần cho để sao cho nó đồng đều cái phần phủ kín cũng như là sao cho nó có độ chắc một chút thì khi chúng ta cắm hương nó không có bị đổ nghiêng cái chân hương. Nhiều gia chủ lo ngại không biết là có được ấn hay không thì quý vị tiến hành là sử dụng phần mu bàn tay, quý vị nén nhẹ như bình thường. Rồi tiếp theo sẽ lại là gạo vần tài, đúng không ạ? Và quý vị nhớ là chúng ta sẽ giữ lại một chút gạo vần tài nhé, để chút nữa chúng ta sẽ tiến hành là rắc lên trên bát hương. Và tiếp theo sẽ lại là một thành phần của bột ngũ vị hương. Rồi, và cứ tiếp theo như vậy chúng ta sẽ dùng sang gói cho tiếp theo để chúng ta thực hiện các bước tuần tự như thế, tức là cho nếp, sau đó là một chút gạo vần tài, rồi sau đó một chút bột ngũ vị hương, lại tiếp tục cho nếp như vậy. Chúng ta sẽ chú ý là chúng ta sử dụng lớp lẻ của số lẻ của cái lớp cho nếp thì sẽ là ok, bởi vì số lẻ thì trong phong thủy nó tượng trưng cho số sinh sôi, do vậy rằng là chúng ta sẽ thể hiện cái việc tài lộc sẽ luôn bền vững và phát triển. Và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi mà chúng ta đầy bát nhang. Và khi mà trên mặt chốc của bát nhang chúng ta sẽ chú ý là để cách mặt chốc cỡ tầm khoảng là một ngón tay. Và tuần tự như vậy chúng ta sẽ có một cái kết quả như sau. Và kết quả chúng ta có được đó là một bát nhang mà đã được bốc một cách hoàn chỉnh đầy đủ. Khi mà chúng ta đã tính toán rồi cái phần chốc trên mặt của phần cho ở trên mặt trên cùng của cái bát nhang sẽ cách cái phần chốc khoảng cỡ đồng một đốt tay như này. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng một chút gạo vần tài như này các quý vị nhé. Chúng ta sẽ thả lên trên mặt bát nhang. Và chúng ta sẽ có kết quả đó là mặt bát nhang của chúng ta sẽ có được cái phần gạo vần tài phủ lên trên rất là đẹp mắt. Và đó chính là cái việc mà chúng ta sẽ đã kết thúc xong cái phần chúng ta bốc được cái bát nhang thần tài này. Và đối với việc như vậy chúng ta sử dụng các cái cho nếp như vậy thì chúng ta có lẽ vẫn thừa một cái gói cho như này, chúng ta sẽ cất đi. Và vào cuối năm khi mà chúng ta tỉa chân nhang thì chúng ta sẽ bỏ bớt cái phần mà tàn nhang ở phía bên trên mặt như thế này, và kể cả gạo vần tài chúng ta có thể là bỏ bớt đi cũng được, và sau đó chúng ta sẽ tiến hành bổ sung thêm cho nếp vào để sao cho là bát nhang chúng ta trở nên mới hơn. Và sau khi đó xong thì quý vị sẽ tiến hành là dùng chiếc khăn sạch vừa nãy để chúng ta tiến hành là lau sạch sẽ lại toàn bộ cái phần là tàn cho mà bám ở trên mặt của bát nhang cũng như là xung quanh để sao cho bát nhang ở trạng thái là sạch sẽ nhất. Khi mà sạch sẽ xong rồi chúng ta sẽ tiến hành là an vị bát nhang vào vị trí của bàn thần tài.
Và chúng ta cũng chú ý là cái phần bát nhang như Đức Trung có hướng dẫn ngay từ ban đầu, đúng không? Chúng ta lựa chọn cái là bát nhang mà có họa tiết đó là song long trầu nguyệt, tức là hai con rồng sẽ trầu vào phía giữa của một mặt nguyệt như này, và chúng ta sẽ đặt ở vị trí chính giữa của ban thờ cũng như là mặt nguyệt nhìn thẳng vào phía trước, chứ lại không phải rằng là tôi đông tứ mệnh do đó tôi phải xoay như thế này để được hướng diên niên thiên ni sinh khí, hay là tôi là tây tứ mệnh do đó tôi phải xoay hướng này để được phục vị rồi là được những cái hướng tốt theo bát trạch nhân cảnh, thì điều này nó không có chính xác. Đặt ở trạng thái là thẳng nhất cũng như là khoa học nhất để mà cái tính khoa học thẩm mỹ của nó cũng trở nên là hoàn thiện, quý vị nhé. Và sau khi mà chúng ta an vị bát nhang vào ban thần tài thì chúng ta sẽ có cái phần bố trí của ban thần tài theo bố cục như sau. Và nổi bật đó là một chiếc bát nhang đã được bốc một cách đầy đủ, bao gồm là nạp cốt, rồi là được tất cả vật phẩm đã được khai quang trì chú, và chúng ta an vị vào bát nhang theo cái lối thiết kế như sau. Và tâm điểm ở giữa chúng ta thấy nổi bật, rất là nổi bật, nó một chiếc bát nhang vẽ vàng rất là đẹp, với cái tất cả những cái thành ý tâm ý của gia chủ được gửi gắm ở phía bên trong. Thì quý vị chú ý, chúng ta sẽ bài trí cũng như chúng ta sẽ an vị bát nhang theo cách mà phong thủy thành viên đã hướng dẫn, theo đúng vị trí cũng như là cách bốc bát hương đúng cái các bước, thì để cho cái phần tâm ý nó trở nên là thật là tốt nhất, quý vị nhé. Và thưa quý vị và các bạn, trên đây là video mà Đức Trung đã hướng dẫn đến quý vị và các bạn chi tiết các cái bước mà chúng ta thực hiện bốc một bát hương ban thần tài như thế nào sao cho hoàn chỉnh nhất, với đầy đủ các công đoạn từ bao sái bát hương, xông khí bát hương, chúng ta thực hiện viết tờ di hiệu, và từng bước chúng ta tiến hành là nạp tất cả những hỗn hợp đó vào trong bát nhang ra làm sao, và cách chúng ta đặt an vị bát nhang đó tại vị trí trên ban thần tài như thế nào. Các quý vị và chú ý, chúng ta xem kỹ video cũng như rằng là để hiểu hơn từng bước trong quá trình thực hiện. Trong quá trình mà quý vị xem, nếu như không hiểu đâu, quý vị cũng có thể đặt lại câu hỏi dưới phần bình luận của video này, cũng như gọi điện trực tiếp đến số 1900292 để quý vị nhận được sự tư vấn tận tình từ đội ngũ trợ lý chuyên môn từ Phong Thủy Thái Nguyên, hoặc quý vị cũng có thể đến trực tiếp văn phòng của Phong Thủy Thái Nguyên tại cả ba thành phố lớn, đó là tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại Đà Nẵng. Tại Hà Nội thì chúng ta ghé đến phòng 809 tòa nhà 34T đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tại Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta ghé đến số 778/5 đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh nhé. Và tại Đà Nẵng thì quý vị hãy ghé qua tầng 12 tòa nhà Ngân hàng Asabiz, số 218 đường Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Từ đó thì quý vị có thể trải nghiệm vật phẩm một cách trực tiếp, hoặc gặp đội ngũ trực tiếp từ thầy Tám Nguyên để hướng dẫn đến quý vị và các bạn hiểu hơn về vật phẩm và các cái bước để chúng ta thực hiện bốc một bát nhang hoàn chỉnh ra làm sao. Và trên đây là cái phần hướng dẫn chi tiết mà Đức Trung có gửi gắm đến quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một năm 2021 nhiều bình an, nhiều thuận lợi, cũng như là gặt hái được những cái kết quả thành quả xứng đáng đối với công sức của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại các quý vị trong những video tiếp theo.